Thấy cái hiệu quả một con lọc đã được mốt, chỉ tận dụng lại cái ổ cắm thôi và cái vỏ thôi, còn lại lọc bên trong là mình phải thay một số linh kiện để chở nó còn nâng cấp lên, mạch RLC nâng cấp lên. Đây anh em xem sau khi mốt lại lọc này, im re luôn đấy, im re luôn, chỉ số xuống rất là thấp mà im re đấy, ok chưa? Còn bây giờ em sẽ rút máy ra khỏi lọc và em rút điện lưới ra. Em cắm điện lưới vào cái máy khi chưa có lọc nhé. Thấy chưa? Lên kia nhau. Lên kia nhau. Đấy. Đây là trường hợp em giới thiệu để bán máy test lọc nhiễu điện, đồng thời bán cục lọc 10 lỗ đã được mốt. Nhớ là anh em nên nhớ là cục lọc này đã được mốt cục lọc cho nên nó mới lọc được sạch như vậy. Chứ còn nếu mà không mốt đây còn lâu mà lọc được sạch như vậy anh em nhá. Đừng có mà ham hố nhá. Đây, sản phẩm đã mốt. Đã mốt thì nó mới được như thế này anh em nhá. Im re này rẻ luôn, im luôn. Đấy, đã mốt là như vậy đây anh em ạ. Cái hiệu quả